Chào các bác nhé. Video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái cây dao có hình dáng rất là đặc biệt. Nó có tên gọi là Ulagisaki. Người ta vẫn thường chỉ gọi ngắn nó là ngắn gọn nó gọi là Ulagi thôi. Còn gọi thêm cái chức năng nhiệm vụ của nó thì nó gọi là dao mổ lươn, mổ cá trình. Có nhiều loại dao mổ lươn khác nhau và đây mới chỉ là một loại thôi. Và cái loại mà nó có cái kiểu dáng như thế này này, mũi nhọn và hếch lên như thế này này, thì người ta gọi là dao mổ lươn kiểu Kanto. Đấy. Mũi nhọn hếch lên. Con dao này khá là đặc biệt. Ngoài ở cái kiểu dáng, ngoài cái mũi dao nó ra thì ở cái cán dao này này nó ngắn. Đấy, tay cầm ngắn và phần cuối của cái tay cầm của cái chuôi dao ấy thì nó vát chéo như này. Cái thiết kế này là theo như tìm hiểu tức là nó giúp cho cái việc cầm nắm con dao được thoải mái hơn, giúp cho người thợ làm việc là xử lý công việc tốt hơn. À, tại sao lại có cái sự khác nhau giữa các loại về kiểu dáng giữa các loại dao mổ lươn khác nhau? Thì theo như lý giải tức là nó giúp phù hợp với cái phong cách chế biến thực phẩm của từng vùng. Như cái dao mổ lươn kiểu Kanto như này thì nó phù hợp với cái kiểu mổ con lươn, rạch con lươn từ ở phía đằng sống lưng, từ đằng sau lưng. Đấy. Cây này thì là thép ghép hai lớp. Đây mọi người nhìn thấy cái đường tách lớp ở trên lưỡi dao này, mặt trước, mặt sau. Sống dao cũng tương đối dày, như cây này nó là 5,5 ly. 5,5 ly. Cán gỗ khâu sừng nhá. Thường mấy con này em để ý thấy là nó thường được làm khâu sừng. Con này thì cái khâu này nó bị dán nhấm nhưng mà em chám hết cột sừng vào đây rồi. Hơi tiếc một chút. Ok, hy vọng cái video ngắn này thì cung cấp thêm cho các bác một vài cái thông tin giúp các bác tìm hiểu rõ thêm về cái một trong những cái đặc trưng, một trong những cái dòng sản phẩm rất là đặc biệt của người Nhật, đó là dao Nhật. Và các bác hãy nhớ rằng cái con dao này, cái con dao được giới thiệu trong cái video ngày hôm nay, nó có tên gọi là Ulagi, dao mổ lươn, và đây là con dao mổ lươn kiểu Kanto nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp sau nhé.